Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trung tâm Y tế Tĩnh Gia tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016-2017. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ vinh danh khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018. Hơn 90% học sinh sinh viên trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn ra trường có việc làm và đáp ứng được yêu cầu của công ty doanh nghiệp. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4 năm 2018, Trung tâm Y tế Tĩnh Gia tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016-2017. Tới dự về phía tỉnh có lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng, các cơ quan ban ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Về phía huyện, có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân 34 xã thị trấn, đại diện các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn và cán bộ đã và đang công tác tại trung tâm y tế. Đặc biệt, về dự chung vui với cán bộ trung tâm y tế huyện, có lãnh đạo trung tâm y tế huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đơn vị kết nghĩa với huyện Tĩnh Gia. Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trong những năm qua, tập thể cán bộ trung tâm y tế Tĩnh Gia đã ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cán bộ, nhân dân huyện nhà giao phó. Trong đó, trung tâm đã làm tốt công tác tham mưu cho Sở Y tế, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch, thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án y tế, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát, kiểm tra việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Phối hợp với các cấp, các ngành, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, từ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, triển khai thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu y tế như tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, đồng thời tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến xã để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tăng cường thực hiện các quy định về y đức và quy tắc ứng xử của người thầy thuốc hướng tới sự hài lòng của người bệnh, từ đó đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh công tác chuyên môn, Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút được đông đảo cán bộ tham gia, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, trong sạch, lành mạnh như lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trong đơn vị, cảnh quan xanh sạch đẹp. Với sự nỗ lực cố gắng đó, Trung tâm Y tế Tĩnh Gia đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016-2017. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà tập thể cán bộ trung tâm y tế Tĩnh Gia đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị: Tôi đề nghị tập thể cán bộ, lãnh đạo, viên chức và người lao động trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau đây. Một là tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, viên chức, người lao động trung tâm y tế huyện về ý nghĩa, vai trò và nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là phong trào xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa
gia đình văn hóa để các thành viên trong đơn vị hiểu và thi đua thực hiện đạt kết quả tốt. Hai là quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ viên chức trong đơn vị, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, về an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch hóa của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện. Ba là xây dựng chi bộ và các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, biểu dương những tập thể cá nhân trong đơn vị có nhiều thành tích đóng góp trong việc vận động và xây dựng đơn vị chuẩn văn hóa. Bốn là tăng cường đầu tư mua sắm thiết bị phương tiện để phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể thao trong đơn vị. Năm là thường xuyên gắn các nội dung xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa vào các nội dung thi đua hàng tháng, hàng quý, hàng năm của đơn vị, định kỳ sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm những mặt đã làm được và chưa làm được, đề ra các giải pháp trong thời gian tới, phấn đấu đạt các tiêu chí, đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2018-2022. Cũng tại buổi lễ, chủ tịch công đoàn trung tâm đã phát động phong trào toàn đơn vị đoàn kết giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa. Lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa của Trung tâm Y tế Tĩnh Gia giai đoạn 2016-2017 đã thành công tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức lễ vinh danh khen thưởng giáo viên học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các phòng ban có liên quan và hơn 70 học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018. Năm học 2017-2018 được sự chung tay của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự tham mưu lập kế hoạch và chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo và nỗ lực của tập thể giáo viên, học sinh cấp 2 trong huyện. Vì vậy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, huyện ta đã đạt được kết quả đáng khích lệ, là một thành công của ngành giáo dục. Ngay từ những ngày đầu năm học, các trường trung học cơ sở đã có kế hoạch bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi ở nhà trường. Thông qua kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, đã có hơn 300 em đạt giải. Đó là cơ sở để lựa chọn ra 90 học sinh có thành tích xuất sắc để bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, các trường cũng đã bố trí 18 giáo viên có tâm huyết, có kỹ năng sư phạm tốt để bồi dưỡng kiến thức cho các em. Theo kế hoạch, các em được chia thành 9 nhóm, mỗi nhóm 10 em để dự thi ở 9 môn văn hóa. Với sự chuẩn bị tốt, nên trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh có 61 trên 90 em đạt kết quả cao, trong đó một giải nhất, 18 giải nhì, 25 giải ba và 17 giải khuyến khích, xếp thứ tư trong tỉnh. Ngoài tham dự kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, huyện ta còn tham dự kỳ thi thể dục thể thao môn điền kinh với 19 em tham gia, có 11 em đạt giải, trong đó một giải nhất, một giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích, xếp thứ ba toàn đoàn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đã chúc mừng những kết quả mà các em học sinh, đội ngũ giáo viên tập huấn nói riêng, ngành giáo dục huyện nhà nói chung đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị ngành giáo dục cần phát huy truyền thống hiếu học của huyện nhà, tham mưu kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, tạo sự đoàn kết, niềm tin cho đội ngũ giáo viên học sinh để cùng thi đua dạy tốt, học tốt và đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong những kỳ thi tới. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân huyện đã trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017 và Bộ luật Tố tụng năm 2015. Tới sự có đồng chí Phạm Văn Dương,
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện các phòng ban chức năng, đoàn thể và Bí thư Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ tư pháp 34 xã thị trấn. Đồng chí Lê Thế Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Quốc Đạt, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện, trình bày các điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và các nội dung cơ bản của luật tố tụng. Theo đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức độ cao hơn những nguyên tắc chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay, nhất là của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và quá trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Bộ luật tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm. Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm 26 chương, 426 điều, tăng 2 chương và 72 điều so với Bộ luật Hình sự năm 1999. Bộ luật tố tụng hình sự có kết cấu gồm 9 phần, 36 chương, 510 điều. Trong đó, nhấn mạnh đến việc tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan tố tụng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, cụ thể hóa các trình tự, thủ tục, tố tụng, đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời. Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng có nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể. Trong đó, có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt. Bộ luật đã phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và quần chúng nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 31 tháng 3 và mùng 1 tháng 4, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Huyện đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, liên hoan chỉ huy đội, phụ trách sao giỏi năm học 2017-2018. Tham gia hội thi, về phía tỉnh có đồng chí Bùi Huyền Thu, Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Lê Thế Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các giáo viên tổng phụ trách đội khối tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tham dự hội thi có 66 liên đội thuộc các trường tiểu học và trung học cơ sở trong huyện. Mỗi liên đội dự thi phải thực hiện các nội dung như sau: các động tác cá nhân tại chỗ và di chuyển, đội hình hàng ngang, hàng dọc, chữ U, vòng tròn, tháo, thắt khăn quàng. Thời gian cho mỗi đội thể hiện từ 5 đến 7 phút. Thông qua hội thi nhằm giúp đội viên nắm rõ và thực hiện đúng điều lệ nghi thức đội, phấn đấu trở thành đội viên tốt, chỉ huy đội giỏi, góp phần xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, đồng thời là dịp để đội viên thể hiện khả năng của mình và tự khẳng định mình trong quá trình rèn luyện phấn đấu theo chương trình rèn luyện đội viên. Từ đó giáo dục đội viên ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, xây dựng tình đoàn kết, thân ái. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các đội đạt giải cao trong hội thi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 3, đoàn công tác của phòng cháy chữa cháy số 2 đã tổ chức đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà văn phòng, khu dịch vụ tổng hợp Suna, công ty trách nhiệm hữu hạn Suna Hàn Quốc tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia. Tòa nhà văn phòng, khu dịch vụ tổng hợp Suna xã Trúc Lâm gồm một khu nhà 6 tầng với tổng diện tích hơn 3.000 m2 đã được xây dựng cơ bản hoàn thiện, đang hoàn thiện hồ sơ để đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, từ tháng 6 năm 2017, tầng 1 của tòa nhà văn phòng, khu dịch vụ tổng hợp Suna đã đưa vào hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đã xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định, trang bị đầy đủ các thiết bị về phòng cháy chữa cháy, lắp mới hệ thống chữa cháy tự động, có cửa thoát hiểm, thoát nạn, bảo đảm theo quy định. Tình trạng hệ thống điện, hệ thống chữa cháy, máy bơm bảo đảm về phòng cháy chữa cháy. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác phòng cháy chữa cháy số 2 cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Juna cần bổ sung thêm các phương tiện chữa cháy tại chỗ, thi công lắp đặt các hạng mục phòng cháy chữa cháy theo đúng thiết kế đã được phê duyệt về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời trong quá trình thi công cần có các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
công ty trách nhiệm hữu hạn Juna cần tăng cường tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở cán bộ công nhân viên chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của nhà nước về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngày 31 tháng 3, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn tổ chức giao lưu thể thao giữa Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn với khối trường trung học phổ thông và Đài Truyền thanh Truyền hình huyện. Tham gia giao lưu thể thao lần này có sự tham gia của trên 30 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ giáo viên, công nhân viên chức, người lao động đang công tác tại Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, khối các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện và Đài Truyền thanh Truyền hình huyện tham gia tranh tài ở hai nội dung là đôi nam cầu lông và bóng bàn thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Trên tinh thần giao lưu tạo không khí vui vẻ, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận cầu sôi nổi và không kém phần kịch tính. Giao lưu là hoạt động thiết thực của Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, khối trường trung học phổ thông và Đài Truyền thanh Truyền hình huyện chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và phong trào cầu lông, bóng bàn nói riêng, tạo mối giao lưu đoàn kết gắn bó trong cán bộ, viên chức, người lao động ở các cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kết quả ở nội dung bóng bàn: giải nhất trường trung học phổ thông Tĩnh Sa 2, giải nhì trường cao đẳng nghề Nghi Sơn. Ở nội dung cầu lông: giải nhất trường trung học phổ thông Tĩnh Sa 3, giải nhì trường trung học phổ thông Tĩnh Sa 2. Thưa quý vị và các bạn, với hàng nghìn học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường, trong đó có trên 90% học sinh, sinh viên tìm được việc làm, có trình độ, tay nghề, đáp ứng được yêu cầu của các công ty doanh nghiệp trong cả nước. Đó là kết quả nổi bật mà Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đạt được sau 10 năm đi vào hoạt động. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, tiền thân là Trường Trung cấp nghề Nghi Sơn, được thành lập theo quyết định số 3576 QĐUBND ngày 10 tháng 11 năm 2008, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đến năm 2015, nhà trường được nâng cấp lên thành trường cao đẳng nghề với quy mô đào tạo nghề chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến. Trong năm học 2017-2018, nhà trường thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo 3 cấp trình độ, gồm cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Với mục tiêu để học sinh, sinh viên ra trường có tay nghề giỏi, trình độ cao, kỹ năng nghề tương xứng trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Trong giảng dạy, nhà trường chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện theo phương pháp tích cực, kết hợp lý thuyết và thực hành, hướng dẫn học sinh, sinh viên một cách xuyên suốt trong quá trình học thực hành, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy và học. Đơn cử như các học sinh, sinh viên học nghề tại khoa may của nhà trường, bên cạnh học lý thuyết, các em còn được các giảng viên hướng dẫn thực hành cụ thể. Với mục tiêu sau khi ra trường, các em có thể làm được ở tất cả các công đoạn may như ra mẫu, thiết kế mẫu và có thể tự tạo được việc làm ngay tại nhà. Đối với nghề hàn công nghệ cao, học sinh, sinh viên được thực hành sát với thực tế, như hàn được các đường ống chịu áp lực, hàn kết cấu trong xây dựng, hàn cầu đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cao. Sinh viên Lê Văn Kiệt, lớp D7, B1, Điện Công nghiệp, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn cho biết. Tôi hiện nay là sinh viên năm thứ 3 của hệ trung cấp nghề và học ở Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn. Và sau khi học lý thuyết thì thầy cô sẽ hướng dẫn chúng tôi thực hành về những cơ quan là sát về thực tế hơn như ở các doanh nghiệp và nhà máy trong hiện nay ở Việt Nam. Ví dụ như là một số mạch khởi động động cơ và điều khiển động cơ trong nhà máy có một số mạch cao hơn, ví dụ như trong BLC thì nhiều mạch có là dùng những thiết bị kỹ thuật tiên tiến. Và chúng tôi bắt đầu thì chúng tôi cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng sau khi được thầy cô hướng dẫn tận tình thì chúng tôi cũng biết và học rất là nhanh tiếp thu. Và tôi tin tưởng rằng sau khi mình học ở đây xong ra trường, tôi sẽ có một công việc ổn định. Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhà trường còn chú trọng đầu tư nâng cấp trang thiết bị dạy học theo yêu cầu hiện đại thiết thực. Theo đó, hiện nay nhà trường có 8 phòng học lý thuyết, 12 xưởng thực hành cho các nghề như công nghệ ô tô, máy lạnh,
và điều hòa không khí công nghệ cao, điện tử, đo lường và thiết bị gia dụng, may và thiết kế thời trang. Điểm nổi bật của nhà trường từ khi thành lập đến nay đó là hàng năm đều có trên 90% học sinh sau khi tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu việc làm tại các công ty doanh nghiệp như Tập đoàn Thép Việt Hàn, Tổng công ty Lắp máy Lilama, Công ty Cầu 12, Công ty Xây dựng số 5, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn, Vũng Áng, Tổng công ty Sông Hồng. Những học sinh sinh viên không làm việc tại các doanh nghiệp, họ đã tự mở được nghề tại địa phương và có mức thu nhập ổn định. Sau 3 năm học hệ trung cấp và học văn hóa tại trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, đến tháng 10 năm 2017, sau khi tốt nghiệp ra trường, em Nguyễn Hữu Thắng đã xin được việc làm tại công ty UMC, khu công nghiệp Tân Trường, tỉnh Hải Dương, với mức thu nhập trên 9 triệu đồng trên một tháng. Em Nguyễn Hữu Thắng tâm sự. Tôi thấy trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đã đào tạo tôi chuyên sâu về những nghề như là cơ bản là tôi học về nghề hàn. Sau khi học xong thì tôi đã đi làm với ở công ty UMC ở Hải Dương. Thì tôi thấy tay nghề của tôi cũng đủ đáp ứng được các yêu cầu của công ty. Hiện tại công việc của tôi đang làm là báo trì. Sau khi học xong thì tôi đã vững tin với tay nghề của mình hơn. Hiện nay nhà trường đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lựa chọn để phát triển 3 nghề trọng điểm quốc gia và 1 nghề chuẩn ASEAN. Đây chính là điều kiện quan trọng để trường nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phục vụ các doanh nghiệp. Thầy Ngô Quang Thuật, trưởng phòng đào tạo trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn cho biết. Năm học 2017-2018 là năm học thứ 2 trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đào tạo ở 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp với 9 nghề. Trong 9 nghề thì trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn được đầu tư nghề trọng điểm quốc gia 4 nghề. Trong đó một nghề được đầu tư trọng điểm là đạt chuẩn ASEAN. Về phương châm đào tạo của trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đó là phương pháp giảng dạy là tích hợp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Về phần rèn luyện cho học sinh với phương châm cầm tay chỉ việc để các em đạt được kết quả thực tập cao nhất. Về mua sắm trang thiết bị thì bước sang năm học 2017-18 và những năm tiếp theo thì nhà trường sẽ mua sắm các trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu thực tập của các em học sinh sao cho sau khi tốt nghiệp các em có đảm bảo về tay nghề, đáp ứng được cái nhu cầu tuyển dụng của các lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như và trên toàn quốc hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu của các công ty doanh nghiệp, hiện nay trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đang đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và liên thông các trình độ. Trong đó, cao đẳng nghề, tuyển sinh các nghề, điện công nghiệp, hàn, điện lạnh, thời gian đào tạo 30 tháng, nghề may thời trang, thời gian đào tạo 12 tháng, quản trị mạng máy tính, kế toán doanh nghiệp, thời gian đào tạo 24 tháng. Đối với hệ trung cấp nghề, tuyển sinh các nghề, điện công nghiệp, công nghệ ô tô, thời gian đào tạo 20 tháng, hàn, điện lạnh, thời gian đào tạo 18 tháng, điện nước, may thời trang, quản trị mạng máy tính, kế toán doanh nghiệp, thời gian đào tạo 12 tháng. Trong đó đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc hoàn thành chương trình trung học cơ sở được tuyển vào học trung cấp tất cả các nghề. Thời gian đào tạo 3 năm có học văn hóa và thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với hệ sơ cấp nghề, đào tạo tất cả các nghề cho mọi đối tượng có nhu cầu, thời gian đào tạo từ 2 đến 4 tháng. Khi học tập tại trường, sinh viên học sinh sẽ được xét cấp học bổng theo quy định, được học liên thông, lên bậc học cao cùng chuyên ngành. Học sinh ở xa và con em gia đình chính sách được ở ký túc xá của nhà trường miễn phí, có căng tin phục vụ ăn uống và sinh hoạt cho học sinh có nhu cầu. Con em các gia đình chính sách như con thương binh, liệt sĩ, người có công, gia đình thuộc diện chính sách xã hội được hưởng miễn giảm theo quy định của nhà nước, được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Thời gian tuyển sinh cụ thể trong năm như sau: đợt 1 đến 15 tháng 3 và nhập học vào ngày 20 tháng 3.
đợt 2 đến ngày 10 tháng 8 và nhập học vòng 15 tháng 8. Đợt 3 đến ngày 10 tháng 10, nhập học vào 15 tháng 10. Những kết quả đạt được sẽ tiếp tục là tiền đề để trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phục vụ các công ty doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu kinh tế Nghi Sơn và tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự công cộng và an toàn giao thông, trong các ngày từ 29 tháng 3 đến 1 tháng 4 năm 2018, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 56 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt 31 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe mô tô 2 tháng 1 trường hợp. Những ngày qua, trên địa bàn huyện không có va chạm và tai nạn giao thông xảy ra. Thông báo về kế hoạch đào tạo tuyển sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia. Theo quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên trường, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia được đổi thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia và được bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Do đó, ngoài chức năng dạy bổ túc văn hóa như lâu nay, còn thêm chức năng dạy nghề và hướng nghiệp cho học sinh và nhân dân lao động trên địa bàn huyện. Trong công tác dạy nghề, trung tâm được phép đào tạo trình độ sơ cấp nghề 3 tháng và các lớp dưới 3 tháng. Ngoài ra, trung tâm đã liên kết với các trường cao đẳng nghề trực thuộc các bộ để đào tạo trình độ trung cấp nghề hiện chính quy cho học sinh ngay từ năm lớp 10, bao gồm nhiều chuyên ngành, điện, may thời trang, kế toán, công nghệ thông tin, du lịch, khách sạn, nấu ăn. Kết quả, cụ thể trong năm học 2017-2018, tại trung tâm có 5 lớp trung cấp nghề với hơn 140 học viên. Bên cạnh việc dạy nghề, trung tâm rất chú trọng đến chất lượng dạy văn hóa, do đó tỷ lệ tốt nghiệp khối 12 hàng năm đều đạt từ 95% trở lên. Với chức năng nhiệm vụ mới đa dạng của trung tâm, nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo và tuyển sinh năm học 2018-2019 cụ thể như sau. Một lớn, các lớp mở tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Một nhỏ, tuyển sinh các lớp bổ túc trung học phổ thông. Theo kế hoạch, nhà trường tuyển sinh 4 lớp với 160 học viên. Hai, học sinh khi vào học bổ túc trung học phổ thông có nhu cầu học trung cấp nghề, nhà trường sẽ liên kết với Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội để mở lớp. Sau 3 năm, học sinh có được 2 bằng tốt nghiệp, bằng trung học phổ thông và bằng trung cấp chuyên nghiệp với các chuyên ngành sau: điện công nghiệp, may và thiết kế thời trang, kế toán doanh nghiệp, công nghệ thông tin. 3. Quyền lợi của học sinh sinh viên. Học sinh học văn hóa, kết hợp học nghề tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, được hưởng các chế độ hiện hành của sinh viên trên toàn quốc. Học sinh học nghề không phải đóng góp bất kỳ khoản tiền nào trong suốt cả khóa học. Ngoài ra, một số lớp hàng tháng còn có tiền đi học chuyên cần, từ 40 đến 50.000 đồng trên một tháng, và nếu học khá giỏi có chế độ học bổng. Thời gian học nghề không ảnh hưởng đến thời gian học văn hóa, nhà trường sẽ sắp xếp học vào các buổi chiều hoặc thứ bảy, chủ nhật. Sau khi học xong có thể đi làm ngay hoặc học liên thông lên cao đẳng đại học. Đây là con đường ngắn nhất giúp giấc mơ vào đại học của học sinh. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành hiện thực. Bằng tốt nghiệp trung cấp trực thuộc các bộ quản lý có giá trị lưu hành trên phạm vi cả nước. Sinh viên tốt nghiệp ra trường đa số được giới thiệu việc làm và có việc làm tại các công ty, xí nghiệp, tập đoàn trong mọi lĩnh vực trên khắp cả nước với mức thu nhập ổn định. 3. Hồ sơ tuyển sinh, học bạ trung học cơ sở hoặc bổ túc trung học cơ sở bán chính. Giấy chứng nhận tốt nghiệp. 4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ, từ ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại phòng văn thư Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia, tiểu khu 4, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 2 lớn,
tuyển sinh các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn dưới 3 tháng tại các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị. 1. Gồm các lớp sơ cấp 3 tháng, các lớp dưới 3 tháng như tin học, ngoại ngữ, các lớp ô tô, xe máy, các lớp chuyên đề ngắn hạn theo nhu cầu của từng xã thị trấn, cơ quan đơn vị. 2. Thời gian tuyển sinh và mở lớp liên tục trong năm. 3. Địa điểm học tại các xã thị trấn hoặc tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. 3. Lớn, tuyển sinh du học và xuất khẩu lao động năm 2018 được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia bằng công văn số 2634 UBND Giáo dục đào tạo ngày 24 tháng 10 năm 2017 về việc cho phép phối hợp liên kết đào tạo giữa Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang của Bộ Công Thương. Căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân và người lao động trên địa bàn huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia thông báo tuyển sinh về chương trình du học và xuất khẩu lao động đi các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, cụ thể như sau. Địa điểm đào tạo tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia. Nội dung chương trình đào tạo: 1. Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Đối tượng: nam nữ, tuổi từ 18 đến 39, không yêu cầu bằng cấp, chiều cao, cân nặng, không có tiền án tiền sự, không bị cấm xuất cảnh, có đủ điều kiện sức khỏe đi lao động nước ngoài, không bị viêm gan B, HIV, lao phổi, những bệnh truyền nhiễm. Chi phí: tổng chi phí xuất khẩu lao động là 20 triệu đồng, bao gồm học phí đào tạo ngoại ngữ, visa, vé máy bay, tiền bảo hiểm. Thời gian làm việc 4 năm 10 tháng, được tái hợp đồng lần 2, lần 3. Thu nhập trung bình khoảng 35 đến 45 triệu, chưa tính làm tăng ca, đã bao gồm ăn ở, bảo hiểm. Sau khi kết thúc hợp đồng, người lao động được phía Hàn Quốc hỗ trợ tiền bảo hiểm là 5.000 USD, tương đương hơn 100 triệu đồng. 2. Chương trình du học Hàn Quốc, Nhật Bản, vừa học vừa làm để tăng thêm thu nhập. Đối tượng: học sinh sinh viên, đang học hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, tuổi từ 18 đến 26. Thời gian sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học không quá 3 năm. Không mắc bệnh lao phổi, có sức khỏe đảm bảo, có thể đi làm thêm để đóng góp học phí năm sau. Thời gian đào tạo: giai đoạn 1, học ngoại ngữ, giai đoạn 2, học chuyên ngành. Ngành nghề đào tạo: kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ ô tô, cơ khí chế tạo, đóng tàu, công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, du lịch và nhiều ngành nghề khác. Quyền lợi và các chế độ ưu tiên cho người học: chế độ học bổng, cấp học bổng cho 100% sinh viên khi lên học chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp được cấp 2 bằng, bằng ngoại ngữ và bằng chuyên ngành, được quốc tế công nhận, được chuyển sang visa E7, lưu trú dài hạn, được bảo lãnh người thân sang, được làm tại các công ty không thời hạn, thu nhập từ 2.000 đến 3.000 USD trên tháng, tương đương với 45 đến 65 triệu đồng Việt Nam. Chi phí đào tạo từ 165 đến 230 triệu đồng, tùy thuộc vào từng quốc gia, từng trường đăng ký. Mọi thông tin xin liên hệ. Tuyển sinh vào lớp 10 bổ túc trung học phổ thông và các lớp nghề, liên hệ số điện thoại 0914 821 080. Tuyển sinh du học và xuất khẩu lao động, liên hệ số điện thoại 0982 209 081. Vậy Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tĩnh Gia thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân và người lao động trong toàn huyện được biết có nhu cầu học tập liên hệ trực tiếp về Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện để nộp hồ sơ đăng ký học và được hướng dẫn cụ thể. Địa chỉ: tiểu khu 4, thị trấn Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Giám đốc: Phan Văn Thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, kỹ thuật sản xuất chương trình Hoàng Thanh, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú viết mẫu. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.